Trong chiến thắng đậm đà của Man City trước Aston Villa, chắc chắn người tỏa sáng nhất đó là Sergio Aguero, khi anh đã lập được một cú hat-trick. Và với 3 bàn thắng này thì Aguero cũng đã leo lên đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử của giải Ngoại Anh với 177 bàn thắng, bằng với số bàn thắng của Frank Lampard và chỉ kém những tiền đạo xuất sắc của giải Ngoại Anh như là Andy Cole 187 bàn, Wayne Rooney 208 bàn và Alan Shearer 260 bàn. Cùng với đó thì 3 bàn thắng được ghi vào tối hôm qua dành cho Manchester City cũng đã giúp cho Kun Aguero tạo ra một loạt những kỷ lục mới. Huyền thoại, cậu ấy là một huyền thoại. Mà tôi có cảm giác tốt với các học trò. Tôi nghĩ chúng tôi đã cố gắng tối đa. Dù vậy, Liverpool có lẽ là đội bóng mạnh nhất thế giới với tiềm năng tối đa. Thật sự là một thử thách khó khăn tại đây. Với khả năng phản công của các đối thủ, đó thực sự là một trận đấu khó khăn. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với 3 điểm. Đây không phải là trận đấu tốt nhất mà chúng tôi từng chơi, nhưng vẫn là một trận đấu tích cực. Với chiến thắng trên sân của Tottenham thì lúc này Liverpool đang có được 61 điểm sau 21 trận đấu đầu tiên tại giải Ngoại Anh. Và đây là một kỷ lục mới của bất kỳ câu lạc bộ nào tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Và trong 21 trận đấu đã qua thì cao thủ Liverpool có 20 chiến thắng ở giải Ngoại Anh và chỉ một trận hòa duy nhất với câu lạc bộ Manchester United, một điều mà chưa từng có câu lạc bộ nào làm được trong lịch sử của giải đấu này. Không chỉ có vậy, Liverpool cũng trở thành đội bóng đã sở hữu điểm số cao nhất ở một chuỗi 38 trận đấu trong lịch sử của giải Ngoại Anh. Lúc này thì họ đã có được 104 điểm từ 33 chiến thắng và 5 trận hòa trong 38 trận gần nhất tại giải Ngoại Anh, qua đó phá vỡ kỷ lục cũ 102 điểm của câu lạc bộ Manchester City vào năm 2018. Và ngoài hai kỷ lục mới thì Liverpool với bàn thắng của Firmino cũng đã có được 21 trận ghi bàn liên tiếp, và đây cũng là một kỷ lục san bằng với kỷ lục cũ của The Kop được thành lập từ mùa giải 1933-1934, tức là cách đây đã 86 năm. Trận siêu cúp Tây Ban Nha giữa Real Madrid và Atletico Madrid trên sân King Abdullah đã diễn ra sôi nổi trong suốt 120 phút. Hai đội bóng của thành Madrid đều có những cơ hội của riêng mình, song cả hai thủ môn đều đã chơi tuyệt hay. Atletico thậm chí đã được chơi hơn người ở những phút cuối khi Valverde nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Morata. Tuy nhiên, lợi thế quân số của Real Madrid đã không được tận dụng thành công. Hai đội phải phân thắng bại ở loạt luân lưu. Cả bốn cầu thủ Real đều thực hiện thành công những quả luân lưu, trong khi Saúl và Thomas Piatek là hai người sút hỏng bên phía Atletico. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Real Madrid chính thức giành danh hiệu vô địch siêu cúp Tây Ban Nha 2020.